Rồi, Sang chào cả bà con á. Thì tiếp tục bữa nay Sang tranh thủ đi quét cỏ lớn nửa chiều về còn đi đám giỗ bên cồn đó bà con à. À. Thì đây là đất hai vụ hết bà con. À, đây là cái khuôn mà Thất Sơn làm à. Khuôn này tới hai mấy công lắm ha. Thì bữa nay tiến hành xịt cỏ lớn bà con à. Quét sương sương thì thấy nó cũng không có cỏ không con, thì trong cái vấn đề quản lý cỏ thì bà con mình cũng linh hoạt ha, để mà nắm cái tình hình, thứ nhất là tình hình dịch cỏ, cỏ lớn cỏ nhỏ hoặc cái thời điểm mình xịt để mà cho nó hiệu quả tiết kiệm ha, thì cũng tùy thuộc vào cái tình hình của bà con mình ha, phun làm sao cho nó hiệu quả, cho thích hợp với cái tình hình thực tế, cái tuổi cỏ rồi cái liều lượng, cái đó là cái một cái quan trọng để giúp bà con mình làm sao để quản lý tốt nhưng mà vẫn tiết kiệm hiệu quả ha. Đó. Thì đây đất hai vụ không con, xạ bữa nay cũng 6 đêm mà 6 ngày, thì nói chung thì về cái liều lượng xịt thì mình không có nói cái ngày được khác, mà mình phải cân đối theo cái độ tuổi cỏ ha, mà mình xịt ví dụ một số đất bà con 3 4 ngày là cỏ là cây bệnh bệnh mà ha, thì cỏ lên sớm bà con phải xịt sớm, còn cỏ lên trễ bà con có thể xịt trễ vẫn được, nó tùy theo tình hình và tùy theo cái cách bà con mình phối thuốc nữa. Nói chung thì thuốc thị trường rất nhiều, bà con thấy bữa nay thì cỏ nè, cỏ này là cỏ lông heo nè ha, thì nó nhỏ nhỏ vậy thì bà con xịt là nó quéo à, đừng có lớn quá, đặc biệt là cỏ lông heo mà bà con để cho nó lớn quá là xịt thua ha, lớn quá xịt không chết á, lông heo lớn là chỉ có 2,4 thôi ha, mà 2,4 bây giờ xịt nó cũng cũng muốn không chết nữa, 2,4 xưa bữa nay nó mới nhỏ nhỏ nhóc cho nè ha, đó thì này chỉ cần quét xương ngang có cái hơi thì nó quéo à ha, nên là cỏ mất ha. Thì giờ thuốc trên thị trường thì bây giờ nhiều lắm ha, nhiều bà con xịt lắm, mà bà con xịt làm sao cho nó cân đối ha, để nó cháy lá, mà bà con nếu thuốc nào mà nó ảnh hưởng nhiều quá thì bà con nên xịt sớm xíu để cho nó hạn chế tình trạng cháy lá, chứ bà con để nó lớn quá dù 7 8 ngày bà con xịt nó lá mà thuốc hơi đậm đặc là nó quéo lá hết á, nếu mà con xịt thì con quản lý sớm á thì khoảng 3 ngày 4 ngày lên sấm sấm con xịt được rồi, xịt cỏ lớn với tiền nó mầm cộng hậu nó mầm vô là ok ha. Còn đây thì do Thất Sơn, cái cách quản lý của Thất Sơn đây thì Thất Sơn quản lý thường vụ ha, nên Thất Sơn với để quét cỏ lớn cái xong cũng quét cỏ lớn cái xong ha. Về cái vỏ thì nói chung mà rất dễ quản lý luôn, mà một số bà con mình nó một số bà con mình xịt nó vẫn còn lên cỏ hoặc là quản lý không tốt ha, cỏ lên nhiều cái đó cũng do cách bà con quản lý thôi. Thì trên thị trường bây giờ thì rất nhiều cái loại thuốc ha bà con, quan trọng để xịt hiệu quả cũng quan trọng, hiệu quả nhất là đối với cái chất lượng thuốc ha, cái uy tín công ty là thứ nhất, ví dụ thuốc không đạt chất lượng thì xịt cỡ nào xịt cũng không chết, ví dụ vậy, quan trọng vẫn là cái chất lượng thuốc. Cái thứ hai là cái liều lượng mà con xịt theo cái độ tuổi cây lúa ha, nó theo tình hình cây lúa ý lộn, theo tình hình cây cỏ, cỏ lớn cỏ nhỏ sao mà có cái liều lượng mà con xịt cái liều lượng cho nó phù hợp đó, cho nó đảm bảo cái liều lượng cho nó gịch, cho nó chết cái lúa ý, cho nó chết cây cỏ cũng mới quan trọng á. Thì trên thị trường bây giờ là nhiều loại thuốc á, thì đây Hắc Sơn sử dụng cái thằng Palatin á, thì nói chung thì thuốc của công ty này công ty kia nhưng mà cái thành phần nó cũng như nhau hết con, nhiều cái công ty khác cũng vậy đó, thành phần cũng là butanol và robanil ha, à, mỗi cái 275 g ha, và một số thuốc khác thì nó có thể là cũng thành phần hoạt chất như vậy nhưng mà có hàm lượng nó cao hơn, dẫn chai như vậy nhưng mà hàm lượng cao hơn thì nó xịt sẽ đậm hơn ha, nói chung thôi nhiều loại thuốc trên thị trường thì bà con mình xịt thuốc nào cũng được. À, đây Hắc Sơn xịt sương sương đây hai chai là đủ gịch này, là quản lý luôn, thì nó hai hoạt chất này là giờ mà tiền hoa hậu chung ha, thì đối hoạt chất là butanol là tiền hậu kết hợp ha. Này thì Palatin thì nhiều bà con cũng có xài ha, thị trường thì Palatin Canonin này cỏ sáu mộc nói chung là nhiều lắm, nhưng con muốn xài thuốc nào xài thì nó cũng thành phần chắc giống nhau thôi, thì mà có thằng cỏ sáu mộc thì nó cái hàm lượng nó cao hơn một chút xíu ha. Và thuốc thì đương nhiên trên thị trường bán thằng thuốc có lớn mà con quét mà yêu cầu mà con quét trồng lối thì đương nhiên nó phải cháy, thuốc đậm đặc mà con quét trồng lối thì nó phải cháy, mà nó cháy lúa cũng không có đánh đổi, nó cháy lá rồi nó lên lá khác, mà nó cháy lúa như vậy thì cỏ nó mới chết ha, còn một con xịt mà lúa mà ít có ảnh hưởng mà nó xanh 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 thì một số cây cỏ lớn thì sẽ nó sẽ không chết á. Rồi thì hôm nay Sơn xịt chia sẻ cho bà con luôn ha.